thứ năm sau Chúa Nhật 27 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn. Mà người kia từ trong nhà đáp lại: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin, người tín hữu luôn được mời gọi phải thiết lập mối tương quan với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện một cách nhẫn nại, khiêm nhường và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, vì Ngài là cha nhân từ hay thương xót. Thế nhưng, tại sao Thiên Chúa không ban những điều con người đang khao khát và mong muốn, mà chúng ta phải cầu xin một cách kiên nhẫn? Thưa, vì Thiên Chúa muốn chúng ta ý thức rằng những gì Ngài đã ban hay sẽ ban phải được chúng ta tiếp nhận xứng đáng với tất cả tấm lòng biết ơn và trân trọng. Đồng thời, Thiên Chúa cũng muốn gia tăng đức tin và lòng tín thác của người cầu xin. Thiên Chúa là cha nhân hậu. Ngài luôn thương ban những điều cần thiết và tốt lành cho chúng ta. Đặc biệt, Ngài sẽ ban món quà tuyệt hảo là Thánh Thần. Nhờ đó chúng ta tìm được niềm vui, hạnh phúc và bình an đích thực trong cuộc đời. Hằng ngày, chúng ta cầu xin, nhưng để cho Thiên Chúa định liệu, vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho chúng ta trong hoàn cảnh này. Thực tế, chúng ta cầu xin rất nhiều, nhưng chưa nhận được điều mình cầu xin. Thánh Gia-cô-bê tông đồ trả lời: Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong hưởng lạc. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là người cha khôn ngoan và thấu suốt những nhu cầu của chúng ta. Ngài sẽ ban cho những điều làm chúng ta trưởng thành trong đời sống đức tin, những điều đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thật, là thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này. Do vậy, điều quan trọng và cần thiết nhất là chúng ta phải kiên vững trong niềm tin và xác tín. Thiên Chúa yêu thương cũng như luôn muốn ban điều tốt đẹp cho chúng ta. Và những điều tốt đẹp đó vượt quá sự mong ước của chúng ta. Thưa cộng đoàn, trong cuộc sống hàng ngày, có Chúa là có bình an, có hạnh phúc và có tất cả. Không có Chúa thì không có lẽ sống, không có an vui và cũng chẳng có bất cứ điều gì. Do vậy, người tín hữu cần phải tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa để nhận biết đâu là chân lý và lẽ sống cho đời mình. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi người tín hữu cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Nghĩa là chúng ta phải gõ cửa công chính, cửa nước trời. Vì nước trời chính là cùng đích cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần củng cố người tín hữu trong đời sống đức tin và tâm tình cầu nguyện. Xin Ngài hướng dẫn để chúng ta biết thực thi những gì đẹp lòng Chúa
phó thác tất cả cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng ta biết chọn Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp và là tất cả cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Thứ năm sau Chúa Nhật 27 thường niên, tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn. Mà người kia từ trong nhà đáp lại, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp. Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin, người tín hữu luôn được mời gọi phải thiết lập mối tương quan với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện một cách nhẫn nại, khiêm nhường và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, vì Ngài là cha nhân từ hay thương xót. Thế nhưng, tại sao Thiên Chúa không ban những điều con người đang khao khát và mong muốn, mà chúng ta phải cầu xin một cách kiên nhẫn? Thưa, vì Thiên Chúa muốn chúng ta ý thức rằng những gì Ngài đã ban hay sẽ ban phải được chúng ta tiếp nhận xứng đáng với tất cả tấm lòng biết ơn và trân trọng. Đồng thời, Thiên Chúa cũng muốn gia tăng đức tin và lòng tín thác của người cầu xin. Thiên Chúa là cha nhân hậu. Ngài luôn thương ban những điều cần thiết và tốt lành cho chúng ta. Đặc biệt, Ngài sẽ ban món quà tuyệt hảo là Thánh Thần. Nhờ đó chúng ta tìm được niềm vui, hạnh phúc và bình an đích thực trong cuộc đời. Hằng ngày, chúng ta cầu xin, nhưng để cho Thiên Chúa định liệu, vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho chúng ta trong hoàn cảnh này. Thực tế, chúng ta cầu xin rất nhiều, nhưng chưa nhận được điều mình cầu xin. Thánh Gia-cô-bê tông đồ trả lời, anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong hưởng lạc. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là người cha khôn ngoan và thấu suốt những nhu cầu của chúng ta. Ngài sẽ ban cho những điều làm chúng ta trưởng thành trong đời sống đức tin, những điều đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thật, là thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này. Do vậy, điều quan trọng và cần thiết nhất là chúng ta phải kiên vững trong niềm tin và xác tín. Thiên Chúa yêu thương cũng như luôn muốn ban điều tốt đẹp cho chúng ta. Và những điều tốt đẹp đó vượt quá sự mong ước của chúng ta. Thưa cộng đoàn, trong cuộc sống hàng ngày, có Chúa là có bình an, có hạnh phúc và có tất cả. Không có Chúa thì không có lẽ sống, không có an vui và cũng chẳng có bất cứ điều gì. Do vậy, người tín hữu cần phải tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa để nhận biết đâu là chân lý và lẽ sống cho đời mình. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi người tín hữu cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Nghĩa là chúng ta phải gõ cửa công chính, cửa nước trời, vì nước trời chính là cùng đích cho mỗi người chúng ta.
Xin Chúa Thánh Thần củng cố người tín hữu trong đời sống đức tin và tâm tình cầu nguyện. Xin Ngài hướng dẫn để chúng ta biết thực thi những gì đẹp lòng Chúa, phó thác tất cả cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng ta biết chọn Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp và là tất cả cho đời sống hàng ngày của chúng ta.